Trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái cách mà có thể chuyển được các cái bản đồ của chúng ta vào trong một cái hệ thống, người ta gọi là mind map ở đây. Từ đó thì chúng ta có thể copy vào trong điện thoại, và khi mà đi đến đâu ngoài thực địa, nếu mà các bạn đơn giản chỉ muốn biết là cái bản đồ của mình từ bản đồ giấy mà chuyển thành bản đồ dạng số trên điện thoại, mà đi đến đâu mình nhìn thấy mình biết đang ở đâu, và thứ hai là cái nền vệ tinh, thì trong cái bài ngày hôm nay thì sẽ giải quyết những vấn đề đấy một cách rất là đơn giản. Thì bài này hôm nay có lẽ sẽ khá là dài, nhưng mà mọi người cố gắng là kiên nhẫn, cố gắng làm theo, và khi mà đạt được thì chắc là mọi người sẽ cảm thấy rất là thú vị. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đây là tao sẽ nói thêm một chút là đây là một cái bản đồ mà mình chuyển từ máy info vào này đấy. Còn đây là cái dữ liệu mà sau khi mà mình đã copy vào trong điện thoại này, thì đây là giao diện điện thoại này. Đó, rồi thì đầu tiên mình nói về cái hệ thống này, đây nó gọi là mind map. Thì mind map nó sẽ cho các bạn thêm các cái lớp vào, thêm các cái lớp, thì đây là các cái kiểu lớp dữ liệu địa điểm này, lớp dữ liệu về vùng này, đấy, và các cái kiểu lớp dữ liệu khác sông suối thì các cái hệ thống này các bạn có thể cho vào trong này, thì nó có tới là 10 cái lớp này đấy là mình có thể cho vào. Thì nó có rất là nhiều các cái kiểu khác nhau, bây giờ làm nào cũng tạo ra được cái lớp này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì mình có thể lấy một cái bản đồ, đây là cái bản đồ của cái rừng nhé. Mọi người có thể là mở lên, và bây giờ chúng ta tắt hết tất cả các lớp đi, chỉ để lại những cái lớp còn lại ở đây thôi, các lớp khác chúng ta tắt hết. Tiếp theo chúng ta đóng gói toàn bộ các lớp này vào một chỗ để cho dễ làm việc này, vào run thì rồi chúng ta đánh PAC và công cụ tắt tiếp ở đây để đóng gói cái bộ dữ liệu này. Ở đây chúng ta đóng gói nó vào một cái chỗ. Đây thì mình sẽ đóng gói ra ngoài desktop. Đây. Ở đây ta cho vào đây. Rồi ok, từ mình lớp. Rồi, đây nó đảm bảo là mình xong rồi. Giờ ta sẽ đóng dữ liệu lại để đảm bảo rằng là cái dữ liệu của mình nó nằm tập trung vào một chỗ và chỉ có những cái file mà mình cần thôi. Đấy. Đây, khi ta mở lên thì tất cả những cái chỗ dữ liệu này là chỉ có những file ta cần, không bị lẫn với các đối tượng khác. Thì đây là các đối tượng mình lựa chọn này, bao gồm các lớp dữ liệu của cơ rừng này, lớp cái đường bo bên ngoài nhìn nó đẹp này, lớp thực vật, lớp thủy văn hai này, lớp giao thông này, lớp tiểu khu khoảnh này, lớp TV1 này, lớp hệ thống thông suối này, lớp địa hình tách này. Đấy, đây là một vài cái mình chọn, mọi người có thể chọn nhiều hơn những cái lớp khác mà nếu như mình mong muốn nhé. Thì đây thì đầu tiên đây là chúng ta sẽ xử lý các lớp dữ liệu text ở trước. Bây giờ chúng ta nhìn này, cái dữ liệu text ở đây thì có cái thì nó có tên, có cái thì nó không có tên. Thì đối với cả QGIS ấy, thì nó không hiển thị cái text này ra một cách đơn thuần như này được, giống như kiểu chúng ta gõ chữ ở đây là nó hiển thị chữ, mà chữ này bắt buộc nó phải hiển thị qua label, qua nhãn, thế nên bắt buộc chúng ta phải gọi cái lớp này vào trước. Thế thì đầu tiên là ví dụ ở trong này là đã có sẵn cái lớp tên rồi thì tôi không tạo nữa. Còn nếu mà trong trường hợp mà chưa có thì mọi người vào đây nhé, vào cái phần table structure này, sau đó là ta chọn vào đúng cái lớp này, sau đó đây cái tên này ta chọn đúng cái tên của nó. Cái ký tự này thì mình có thể để dài dài ra một chút đó. Đấy, trong về trong trường hợp chưa có là add field này, này tên cho từ này để 100 này. Ok, bây giờ là cái này là đang bị mở vào một cái file khác. Đây, cái này tôi đang mở trên QGIS để kiểm tra. Nếu mà bị cái trường hợp như này thì ta sẽ thử lại. Ta sẽ thử lại nhé. Nếu như cạnh cái lớp thì là này tách này, ta sẽ gọi lại. Đây, bây giờ ta sẽ kiểm tra lại xem là cái này là cái dấu hiệu. Khi mà ta để cái lần này tách này. Đây, vẫn đang là 30, mọi người nhập đổi lại nhé. Ok. Bây giờ nó được rồi đấy. Thì bây giờ ta sẽ dùng cái hành động là ta sẽ gọi cái này vào trong text này, bây giờ nó chưa có nhé, bây giờ ta gọi vào này. Thì ở đây nó có một công cụ gọi là map cat này, bây giờ tôi gọi cái map cat này lên nhé. Cái này mình đã sửa lại, mình để cái chữ A lên đầu, nên cái công cụ này nó đang nhảy lên đầu, chứ còn bình thường là nó đang ở mãi dưới này. Tìm đúng cái map cat ấy thì tích nó vào cái nốt thì nó được, thì khi đấy nó sẽ nhảy lên đây. Thì tìm cái công cụ text in tab này, ok. Bây giờ ta sẽ cập nhật cho cái file nào thì cập nhật đúng cái file là cái text này. Rồi thì tiếp theo ta cập nhật cho cái một tên này. Đấy.
Rồi, cái lớp object lấy ở đâu thì ta lấy đúng ở cái lớp này luôn. Tức là gì? Lấy cái lớp text này ở chính cái lớp này và cập nhật trong lớp tên này. Đấy, mình ta click OK. Đấy, mình nhìn thấy không? Đây, nó đã vào cái công ty rồi. À đây, mình dành cho cái ai chưa biết này. Thì chỗ này nếu mà trong trường hợp mà nó bị cái phone này thì mình gọi cái tool này lên. Cái tool này thì vào lấy cái tên nhé. Đây, tool này khó vào trong bản đồ địa điểm này. Thì đây, mình lấy khi mình lấy click play thì mình sẽ thấy đây nó lên tiếng Việt này. OK. Thế bây giờ như vậy là toàn bộ cái chỗ này tên nó đã vào rồi, bây giờ có là số hiệu cái khu quản nó đã vào đây rồi, đúng không ạ? Đây là số hiệu quản, thì đây nó đã vào đây rồi, và cái text của cái lần là text vào đây rồi. Ta sẽ làm tương tự cho các cái lớp còn lại nhé. Ví dụ như cái lớp này ta sẽ xem đây nó là cái gì. Đây tương tự ở đây nó cũng có một số các cái tên như thế này, thì mình cũng gọi nó vào nếu mà mình muốn đưa vào nhé. Còn nếu mình không muốn đưa vào thôi, thì ở đây tôi cũng sẽ xem trong table structure xem nó có những cái gì. Đây là cũng có cái tên, nhưng mà tôi nghĩ là đây cái tên này nó khá là ngắn, nhưng mà cái cho hàng nó 100 thì nó đủ độ dài. OK, sau đó gọi lại nó này, nó là cái gì, HCTech đúng không ạ? OK, đây cái HCTech ở đây thì nó có rồi, nhưng mà đây phòng trường hợp là một số là nó không có thì mình cứ gọi vào cho chắc ăn nhé. Mình cũng dùng cái công cụ Tech Intop này lúc nãy đó, ta sẽ gọi lựa chọn tiếp. Đây là đăng HCTech đúng không ạ? HCTech này ta cũng update cho tên và tương tự ta cũng lấy từ cái lớp HCTech rồi. OK. Đấy, là như vậy thì lớp dữ liệu nó vào. Để đảm bảo không biết là vào đủ chưa thì đây mọi người ấn F2 hoặc là vào Windows này, này vào cái dòng đầu tiên này. Đấy, vừa rồi ta nhìn vào cái HCTech này đúng không ạ? OK. Đấy, ta xem cái tên nó đã vào đây hết chưa. Được chưa? Đây, ta kiểm tra lại luôn cho cái lớp LNTech lúc này. Đấy, để đảm bảo tất cả chỗ này nó đều có tên thì là được rồi. OK. Tiếp tục, đây là ta sẽ có một cái lớp địa hình text. Thì địa hình text đây nó sẽ có những cái lớp thông tin như thế này. Nếu mọi người muốn đưa cái này vào thì cũng cứ đưa vào nhé. Địa hình text thì đây, bây giờ ta cũng xem thử cái table structure của địa hình text này. OK, đây là có cái phần value và tên, thế nên không biết là bây giờ nó đang nằm ở cái nào, nhưng mà đây thì tốt nhất là ta cứ thống nhất là ta lấy hết vào cái phần character này và cái phần tên này, ta đổi thành hết 100. OK. Đó, thì bây giờ ta sẽ mở lại cái lớp đấy này. Thì mình thay đổi cái cấu trúc thì nó sẽ bị lệ đi. Đây, text in tab này, cho địa hình text này, cho tên này, lấy từ lớp địa hình text này. OK. Rồi, bây giờ ta ấn F2 này, ta kiểm tra lại địa hình text này. Đấy, bây giờ cái tên này nó sẽ để hết tất cả vào đây đúng không ạ? Các cái giá trị nó sẽ để hết vào đây. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ ta lưu lại, ta đã xử lý xong ba lớp text. Còn bây giờ cái đường sông suối này, thật ra là nếu mà cái sông suối này nhá, mọi người để ý là cái TV1 này, nếu mà cái TV1 nó có tên đấy mà mọi người muốn gọi cái tên này ra thì OK, nhưng mà đây mọi người thấy không, nó toàn ghi là tên xuống 1 mét thì cái này là không có ý nghĩa. Thì như vậy mình không cần phải chuyển cái thông tin của thằng này nữa. Tương tự đối với cả cái phần tiểu khu khoảnh này thì thực ra nó chỉ có một cái thông tin là về chỉ có một cái thông tin thôi, nên không có giá trị gì nhiều. Đây tương tự thì mình cứ bật F2 lên mình xem, nếu mà trong trường hợp mà nó có cái đây này. Đấy, nếu mà nó có cái sự thay đổi như này thì mình thấy đẹp. Được rồi, đây thì cái lớp giao thông này thì nó mình sẽ sửa đổi phong. Tương tự đối với cả cái TV2 này, thì cái TV2 này sẽ có cái thông tin gì không, nếu mà nó chỉ có một cái thông tin như thế này thôi ấy, mà nó không có cái tên cụ thể mình gọi nó ra được, tức là mình không có thay đổi thôi. Đây, còn cái bo này thì cũng tương tự, bo này thì không giá trị lắm. Nhưng mà cái đây bây giờ chúng ta có một cái lớp kiểm kê rừng này thì nó có rất nhiều con thông tin này, thì ở đây thông tin nó đã nằm hết ở trong info rồi đó. Thì bây giờ mình không cần nhất thiết là bây giờ mình chỉ ý xem tí nữa mình sẽ lấy cái nào. Đây ví dụ như tí nữa là mình sẽ lấy cái đất loại rừng này đúng không ạ, thì lô khoảnh của khu vực thông thường mà mình sẽ lấy đúng không ạ, cộng thêm với cả nếu mà trong trường hợp đây mình làm cho bản đồ huyện chỗ em mình để thì lại cả cái xã này đúng không. Đây, chỗ này là cái tên chủ rừng thì tạo nên để lại, không nên để nhiều quá nhá, vì để nhiều quá là về sau cái bảng này rất là dài, mình rất là khó nhìn, nhiều chỗ mình không cần đúng không ạ. Rồi OK, đây là cái phần 1 sau này. Bây giờ nó chuyển sang phần 2 này, bây giờ tốt nhất là nó đóng thẳng cái này lại đi. Đó, bây giờ ta sẽ chuyển sang bên này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái động tác là như này, add layer này, add vector layer nhé. Đây đây là toàn bộ cái phần dữ liệu của ta, đây này, mình vào đây nha, xong rồi vào cái phần có cái chữ map rồi,
Winform, cho nên nó chỉ hiển thị một cái tên tab thôi, tôi chọn đúng cái định dạng tab này là ok. Đó, ok hết đi. Đây mọi người phải nhớ kiểm tra một cái việc nhá, là phải đảm bảo rằng ấy, đây mọi người vào đây. Để chúng ta kiểm tra thử xem là cái bản đồ này nó đã khớp với cả cái Google chưa. Đấy. Ở đây mình có thêm một cái phần chú thích cho các bạn nhé. Hôm trước có một bạn hỏi mình là kinh tuyến trục Hà Nội là bao nhiêu. Mình trả lời các bạn luôn là kinh tuyến trục Hà Nội phải lấy đúng 105 nha. Thì ở trong này các bạn gõ 105 đây nó không ra đâu. Nó sẽ không mở ra vì là nó không khai báo. Mà kinh tuyến trục của Việt Nam nó có các cái mã để cho các bạn gọi là sử dụng. Nó gọi là VN2000. Anh em mọi người gõ vào đây này, VN2000. À đây, mình đang dùng cái ngang. Đây, VN2000. Đó, thì VN2000 ở đây ấy, nó có rất là nhiều các cái mã. Cho nên nó có cái mã này này, đây mọi người nhìn này. Đây này, mã 4, đây nha, là mã 5957 nha. Đây này, mã này, hai mã này giống nhau. Đây, còn đây là mã của trung tâm Hà Nội này. Đấy. Đấy, tức là Việt Nam, đây là VN2000 nhưng mà nó chia theo zone. Thì ở đây nó có mấy cái kiểu như này. Đấy, thì đây là khu vực từ Tây Bắc này. Tây Bắc này, trung tâm này. Lệch sang bên phía phải này, ra phía đảo này. Đó, mọi người thấy không ạ? Thì đây. Thì những cái mối này ấy, thường ấy, nếu mà mối toàn quốc thường mà là mối này, mối 13 đó. Nhưng thực ra ít khi mà toàn quốc là mối 13, mối 16. Đó, nhưng mà đây nhá, trả lời cho câu là VN2000 Hà Nội 105. Hoặc là những ông nào 105 thì dùng kinh tuyến trục nào. Đây báo cáo các bạn để dùng kinh tuyến trục này nhé, mình có cơ sở nhé. Đây, các bạn kéo xuống và kiểm tra thông số đây này, các bạn thấy đây là kinh tuyến trục 105 theo đúng khai báo chuẩn của VN2000 hội nhập đó. Còn ai mà hướng dẫn là chuyển sang cái múi khác nằm ngay bên cạnh 105 là 105, chứ không có 105 mà lại chuyển sang là 105-30 thì thế là hoàn toàn sai nhé. Thì đây cái bản đồ này ấy, chỉ à, mình nói thêm một chút là QGIS nó sẽ tự nhận hệ với bộ luôn nha. Vì ở đây cái Manifold là bên trong nó có số, trong nó có số. Mà khi mà nó có số rồi, ở đây mà các bạn chọn đúng kinh tuyến trục ấy, là nó sẽ tự nhận khớp với Google luôn, chứ không cần phải chuyển sang hội nhập nha. Đây là hệ nội bộ nhưng mà nó sẽ tự nhận luôn. Rồi ok, tiếp tục. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ có một số lớp này, như vừa tôi nói là những cái lớp bo này này. Thì mình không lấy info, thế nên là nó không quan trọng. Bây giờ mình có thể ẩn đi. Cái đường giao thông này cũng thế, bây giờ mình sẽ ẩn đi à, cái phần đường thủy văn này mình cũng không cần dùng đến thì mình sẽ bỏ đi à, TV1 như vậy. Cái thằng này cũng thế. Thế bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần cố hình lại một chút đối với cả các đối tượng là địa hình tech này. Đấy, là HC tech này, là kiểm kê rừng này, và là tech đó. Thì là mấy ông này, đây chúng ta sẽ bốn ông này cho ăn trên bỏ riêng ra. Bây giờ nó sẽ cho từng lớp một lên mai mép nhé. Thì đây đầu tiên tôi chuyển cái lớp này lên trước này. Đây mọi người xếp ép thôi. Đây tôi sẽ rồi KML đi. Đấy, ok. Đây nha. Ở đây mọi người nhớ là phải chọn cái KML này nhá. Đấy, từ đây nó mới ra được KML. Cái này thì chúng ta chuyển về 4326 này. Thậm chí là chả cần chuyển cũng được. Vì là về sau thằng này nó sẽ tự nhận luôn. Rồi ok, chúng ta không cần add cái này đâu. Ok. Đấy, bây giờ chuyển về cái đầu này. Thì đây cái trang MyMap này. Đấy, hoặc mọi người cứ đánh MyMap rồi là nó sẽ ra. Đây chúng ta sẽ tạo một cái bản đồ mới này. Tạo mới rồi ok, bây giờ chúng ta thêm lớp ở đây có phần nhập này, mình nhập này. Đấy, được không ạ? Nhập từ thiết bị này. Thì đây ta sẽ vào đúng cái phần mà tao vừa tạo đây, là đường bo này. Đấy, rồi. Ok. Thì ra cái đường bo này nó sẽ lên. Đấy, nó sẽ lên luôn và nó sẽ nằm đúng vào cái phần như thế này. Thì bây giờ chúng ta có thể cố hình cho cái lớp đường bo này. Thì chúng ta này, ta cố hình kiểu đồng bộ đi, thì tất cả nó cùng một kiểu mà. Cái này nó không dùng nhãn, đúng không ạ? Và đây ta sẽ đổi cái màu của nó đi. Ta sẽ đổi thành màu gì thì ta sẽ đổi. Thì toàn bộ cái đường này nó sẽ thành là cái đường theo đúng ý của mình luôn.
cái đường bo thì thường chúng ta sẽ để màu gì, cái màu nó hơi tím tím tí đúng không? Đấy. Và thì cái màu người tôi tìm người để màu theo đúng cái to nhỉ, độ rộng đa giác rồi. Ok, tìm tìm để tìm qua cái kinh luôn cho suốt những gì rồi. Ok, nào tiếp theo à, đây nha, lên trên này rồi chúng ta có thể đổi thành tiếng Việt thoải mái nhé, đường bo rồi. Ok, hoặc là danh giới xã gì đấy được không ạ? Rồi tiếp tục này à, lớp này xong rồi này, bây giờ ta sẽ chuyển cái lớp giao thông này lên này, lớp giao thông này. Giao thông rồi, ok. Ở đây ta lại tích thêm một cái lớp nữa ở đây nhá, thêm lớp này thì nó sẽ ra ra một đúng cái lớp như thế này. Thì đây bây giờ ta sẽ nhập này, đó, nhập giao thông đấy. Ở đây thì mình giải thích thêm một chút là trong trường hợp mà nếu mà cái dữ liệu của hai cái này nó là một kiểu, tức là nó cái khác kiểu được. Đây các bạn cầm, các bạn kéo lên nhé. Đây nếu mà hai cái thằng này nó cùng là like ấy, các bạn cầm này kéo lên này. Đấy, mình thích là quản lý theo một một đấy thôi, một một kiểu thôi. Đấy, bây giờ nha, khi mà mình kéo vào đây ấy, là kéo kéo người này vào đây rồi nha. Đấy, bây giờ mà muốn mà ấy là phải chuyển đến kiểu cá nhân, xong đó là kéo theo như xuống thế này đấy đúng không ạ? Mình sẽ quản lý là vùng nằm với vùng mà đường nằm với đường. Thì đây giao thông mình sẽ để riêng đây. Thì về sau nếu mà mình có cái định nghĩa cái đường giao thông này là của cái gì ấy, thì là mình có thể là có tên ấy, thì mình sẽ hiển thị cái tên ra, nhưng mà vì ở đây nó chỉ có mỗi tên là đường đất nhỏ thôi, cho nên mình không không cần quan tâm lắm đúng không? Thì tí nữa nó mới đến cái phần hai, phần này thì nó là những phần rất là ấy thôi. Tiếp tục tập phần lớp nữa này, đây nó xong rồi đúng không ạ? Bây giờ đến cái lớp đường là ranh giới tự khu đúng không ạ? Đây là tiểu khu khoảng đúng không ạ? Rồi, xong này ta lại nhập lên tiếp này, nhập này tiểu khu khoảng này. Rồi thì cái này về sau nếu mà đối với bạn nào mà có cả tiểu khu các khoảng nữa thì mình sẽ style riêng cái kiểu này đấy, thì nó sẽ có cái dạng gọi là kiểu cá nhân đấy, sau đó nó sẽ có cái kiểu là tên. Thì đấy nếu mà về sau đấy mà mình muốn hiển thị ra là một kiểu khu khoảng đấy thì mình sẽ có thể hiển thị ra, ở đây mình không muốn hiển nhãn thì thôi bỏ ra đấy. Kiểu đồng bộ thì nó chỉ có một kiểu thôi, đây là đường giao thông, đây tương tự ở dưới này thế này, vì đây là nó chỉ có một kiểu thôi thì mình làm một kiểu như thế thằng đồng bộ. Thì đây cái chỗ này là chỗ đường giao thông thì mình sẽ để là màu đỏ này. Đó. Còn cái dưới này thì cái phần tiểu khu khoảng thì tùy mọi người nhé. À, có thể để màu đen, hoặc để màu tím, để màu xanh thì tùy mọi người. Có thể cho to, có độ rộng lên này. Đó, để cho cái đường tiểu khu khoảng nó rõ nét hơn một chút. Đó. Rồi, ok. Chạy. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ còn các cái lớp nào? À, tiểu khu đây chúng ta sẽ có còn TV1 và TV2 đúng không? TV2 ta chỉ đưa lên cũng được. À, thôi, đưa lên cho nó đủ luôn. TV1. À, giờ thì tôi sẽ làm nhanh này. Tiếp tục cả cái phần TV2 tôi cho lên luôn cho đồng bộ. Đây, bây giờ tôi sẽ tiếp tục luôn. Ở đây nha mọi người, muốn đổi cái lớp nền phía dưới này nha, bây giờ tạm thời chưa đổi, tí nữa ai đổi thì giờ tôi sẽ chỉnh cho mọi người cái phần này. Đây ta sẽ nhập tiếp vào đây này, bây giờ là ta sẽ có là TV1 này, TV1 nó sẽ lên hết. Đây chỗ này ta có thể để là sông suối TV1 tìm mọi người. Đây,
kiểu này thì mình cũng để kiểu đồng bộ đi, vì ở đây là nó không có cái gì để hiển thị cả nên để đồng bộ hết đó. Thứ hai là bây giờ cái màu ở đây thì thường sông suối thì mình sẽ để cái màu gọi là nó hơi một chút đúng không ạ, thì để cho nó khác với cả cái phần tiểu khu phần, thì có lẽ tiểu khu phần ta sẽ đổi màu đi, đổi sang màu tím, đổi sang cái màu gì đấy để cho nó khác biệt với cả cái màu kia, tím màu vàng thì này, màu vàng này thì nữa các bạn đây đấy, đường giao thông đường đấy là nó đã thấy cái sự khác nhau rồi đúng không ạ. Ok, đường bo này chuyển sang kiểu đồng bộ, không có nhãn. Rồi tiếp theo còn cái lớp mà bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái lớp kiểm kê rừng này, cái lớp kiểm kê rừng này thì bây giờ chúng ta phải chuyển thành hai bước. Là vì sao? Vì ở đây này, đây nó đang bị lỗi không tiếng Việt đúng không ạ, cái lỗi không tiếng Việt này, và bây giờ lớp ở đây là nó có quá nhiều lớp mà chúng ta không cần thiết đúng không ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ bớt một số các lớp đi đấy, ví dụ như chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần là đất đại rừng này là một này, cái phần chủ rừng là hai, và lô khoảnh của khu đúng không ạ. Thế thì bây giờ ta sẽ xóa bớt một số lớp đi, tích vào cái ô này, tích vào đây. Bây giờ ta sẽ chọn hết tất cả đi, sau đó là ta sẽ bỏ dần. Bây giờ giữ lại cái gì thì ta sẽ để cái đấy, đây chủ rừng ta để lại này, thì ta tích vào chủ rừng này, loại đất loại rừng tích vào, thì ta tích vào loại đất loại rừng này để bỏ ra này, diện tích bỏ ra này, lô phận tiểu khu này đấy, nếu muốn để lại xã thì tích vào xã đấy. Đây là những cái hàng trắng thì sẽ để lại, còn tất cả là nó sẽ xóa hết. Ok, thì cái này thì nó sẽ tùy vào cái lượng dữ liệu của mọi người nha, nếu mà lượng dữ liệu nó lớn thì nó sẽ rất là lâu. Bây giờ tiếp theo thì ta sẽ chuyển cái thằng này sang không tiếng Việt, thì cái bước chuyển không tiếng Việt thì ta sẽ thực hiện như thế này, lưu lại này, chuyển không tiếng Việt thì các bạn sử dụng công cụ là Hồ Chí Minh viết đấy nhá. Đây ở đây các bạn vào phần plugin này này, sau đó là chúng ta sẽ tải cái Hồ Chí Minh viết này đấy, cài lên xong thì nó làm đây đây, ta sẽ chuyển này. Đây cái kiểm kê rừng đây đúng không ạ, ta là tiêu chuẩn Việt Nam 3 đúng không ạ, ta chuyển về Unicode, còn tất cả những chỗ này để cứ để in hết. Bây giờ chuyển đến đâu thì bây giờ ta sẽ chuyển về là save file đi, đây đặt tên đây, đây ta lưu đây, đây là kiểm kê rừng. Ok lưu nhầm mất nút. Đây, đây có xếp hàng đây. Đây mục đích của cái nút áp dụng này nhé, chứ không phải là nút này đâu. Đấy, thì bây giờ là cái file này của mình đã xong rồi. Chỗ này có một chút cái nhầm lẫn nhé, xin lỗi mọi người, là vì là cái lớp này vừa rồi ta đang mở lớp main for, mà mở lớp main for ta sẽ không sửa trực tiếp như thế này, sửa trực tiếp như thế cái thì nó sẽ bị lỗi. Bây giờ ta sẽ mở lại cái lớp này, và cái lớp của chúng ta là kiểu kia đúng không ạ, hay là ta mở lại đi. Đây cái lớp kiểm kê, thì cái lớp kiểm kê này ấy, thì bắt buộc là mọi người phải chuyển nó sang định dạng của save file trước, mà tốt nhất là chúng ta mở cái file gốc đi. cái file gốc mà nó nằm ở đâu thì ta mở cái file gốc, ta phải chuyển sang save file trước, sau đó ta chuyển, thì như vậy nó sẽ hạn chế cái việc mà bị lỗi. Đây mình vào hẳn cái dữ liệu mình giải nén lại cái file gốc của nó luôn, lấy cái file kiểm kê rừng đây cho đây làm lại một chút đây, xin lỗi một chỗ này. Đây ta vẫn vào cái phần chuyển không này,
Nhưng mà vì cái chuyển phông này nó sẽ tự động nó chuyển sang save file luôn mọi người ạ. Đấy. Nó sẽ tự động nó chuyển sang 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 save file luôn nhé. Ta để lên cái file này đi. Cái này bị lỗi chút. À, đây bây giờ sang cái đây đây là save file rồi. Thì đảm bảo là cái dữ liệu này khi mình xóa cái trường dữ liệu này là ok, mà đây nó đã sang tiếng Việt luôn rồi. Đây bây giờ ta thực hiện lại cái việc xóa nhé. Chọn tất cả luôn này. Ta để tiểu khu khoảnh lô và đất loại rừng, đúng không ạ? Và để chủ rừng đi. Ok. Còn lại thì ta xóa hết. Thì đây là xóa trên save file thì nó sẽ không bị cái lỗi như lúc vừa rồi nhỉ. Rồi ok, bây giờ ta sẽ để lại cái chỗ này. Cái phần lô này sẽ nó luôn hết rồi. À đây, có cái lô, có lô, chả hiểu tại sao. Rồi ok, bây giờ ta sẽ save cái dữ liệu này sang định dạng KML như vừa rồi. Đây là hiện trạng rừng, đấy, ví dụ hiện trạng rừng năm 2020, ok. Rồi, ok rồi. Đấy, thì lớp dữ liệu này lên rồi, lớp dữ liệu này khá an ạ. Đây nha. Ta sẽ nhập cái dữ liệu này lên. Rồi đấy, bây giờ cái hiện trạng rừng này là quan trọng nhất đúng không ạ? Thì đây, ví dụ như là đây cũng là một cái bật mí cho các bạn nha. Bạn nào mà đang làm cái 5 triệu cái chương trình 1 tỷ cây xanh ấy, mà các bạn ở khu vực nào mà đã trồng rồi, bây giờ các bạn muốn kiểm soát cái khu vực đấy, đấy thì mình có thể dùng cái cách này để mình kiểm soát, mình đưa lên và mình chia sẻ cái thông tin cho mọi người biết cái vùng nào mình đã trồng. Đây, ở đây thì có rất là nhiều lô. Đây, chỗ này thì mình có thể đều là hiện trạng. Đây cái phần kiểu này thì bây giờ mình sẽ làm một kiểu khác một chút nhé. Đây nó ở đây nó có một cái phần là kiểu dữ liệu theo cái cột dữ liệu nào, thì đây ví dụ như chỗ này mình có thể để là kiểu theo kiểu đất loại rừng nhé, thì nó sẽ style toàn bộ cái dữ liệu này các bạn theo kiểu đất loại rừng các bạn. Đây các bạn nhìn này, RTG là gì đấy, và các cái kiểu đấy thì ví dụ như ở đây nhé, mình hoàn toàn có thể style lại cả các cái kiểu này nhé. Hoàn toàn có thể style theo màu mình thích. Đây, ví dụ như cái TXP này đúng là nó phải là màu xanh đúng không ạ? Phải được chuyển đến màu xanh. Đó. Và thứ hai nữa là cái đa giác này nó phải trong suốt một chút. Chứ không, nếu mà nó không trong suốt thì mình sẽ không nhìn thấy đúng không ạ? Chúng ta chỉnh nó trong suốt một chút. Đó. Nếu trong quá thì nó mờ hẳn, trong vừa thôi. Rồi, ok. Hay tìm thì anh đẹp trong bao nhiêu thì trong nếu mà trong quá thì nó lại bên dưới chẳng gì đấy, thôi bây giờ thì tự mọi người chỉnh theo ý mọi người nhé. Còn cái thứ hai là bây giờ mình muốn hiện cả cái tên của nó ra ấy. Hiện cái tên của nó ra ở đây nó sẽ có cái kiểu như này, này đây nhé, nhóm thì nhóm theo cái này đó, nhưng mà ở đây thì tên người ta mình muốn lấy tên là gì, ví dụ mình muốn lấy tên là chủ rừng đấy thì đây là chủ rừng sẽ ra đây hết đó, hoặc là ví dụ như mình muốn lấy tên là lô khẩn của khu đó, mình có thể là lấy hoặc là mã đất loại rừng, đây lấy loại đất loại rừng để hiển thị ra đây đó, ok. Hoặc là ví dụ như mọi người muốn nhiều trường hơn thì mình có thể là tạo ra một cái trường dữ liệu nối lại với nhau đó, thì khi hiển thị ra đây thì nó sẽ rồi ok chưa. Bây giờ còn lớp dữ liệu nào nữa, bây giờ ta kiểm kê rồi này, những cái lớp này xong rồi này. Ok, thế là hết rồi. Còn đây xin lỗi, còn ba cái lớp text này đúng không ạ? Ba cái lớp text này thật ra là chúng ta có thể gộp thành một, hoặc là không gộp thì phải từng anh một. Thì bây giờ vẫn giống như vừa rồi, ta vẫn phải chuyển sang sang cái gọi là sang save file trước, và ta sẽ chuyển phông luôn được không ạ? Vì vừa rồi là ta đã chuyển vào cơ sở dữ liệu rồi mà, nhưng mà bây giờ nó đang bị lỗi phông này mọi người này. Đó, thì bây giờ ta phải gọi nó vào. Ta phải lưu nó sang save file ở đây. Ta dùng cái tính năng này để ta đổi sang vừa đổi sang save file mà vừa là lưu chuyển từ tiêu chuẩn Việt Nam 3 thành code luôn. Để hình text trước này, tiêu chuẩn Việt Nam 3 này, Unicode này. Đây cho anh ta xem. Để hình text save file.
áp dụng này. Đó, thì anh tính nó text nó đã nhảy đến đây rồi. Đúng không ạ? Bây giờ đến cái phần HC text này. Đây, bây giờ ta sẽ chọn là HC text. HC text này, tiêu chuẩn Việt Nam 3 là Unicode này. Chỗ này sẽ là HC text đúng không ạ? Ok. Rồi. Tiếp theo ta sẽ còn một cái nữa là cái phần LN text này đúng không ạ? LN text này chính là cái vòng tròn của khu khoảnh này đúng không ạ? Cái này thì mọi người không thể yêu cầu nó là về sau có cái vòng nó nhé, mà nó chỉ có cái tên hiển thị ra thôi. Được rồi, LN text này, LN text đúng không ạ? LN text. Ok. Đấy, bây giờ lên hết rồi. Bây giờ ta sẽ lần lượt ta chuyển cái dữ liệu này lên. Lần này tách Indian không ạ? Ok rồi, ok. Đã. Bây giờ ta sẽ lần lượt ta lại thêm các cái lớp ở đây. Thì chỉ cần nó không vượt quá 10 lớp thì là thoải mái. Còn nếu mà vượt quá thì ta sẽ ghép các cái phần này vào nhau, cầm các cái mục này ta kéo lên này, cầm từng điểm một ta kéo lên là nó lại thì nó vẫn được. Đây, tiếp tục này. Rồi ta sẽ nhập mấy cái lớp text đi vào. À, nhập cái lần này text trước này. Đấy, là text nhá. Đây. Đây, thì bây giờ là cái này là text này nó vào rồi. Đây, bây giờ ta muốn thu gọn cái này lại cho nó đỡ vướng. Đây, ta sẽ thu nó lại. Đấy, để ta nhìn vào cái dữ liệu này trước. Đây, thì ở đây như mọi người thấy là đây là cái dữ liệu là text của mình. Ví dụ bây giờ ta muốn hiển thị theo cái kiểu dữ liệu gì. Đấy, ta sẽ hiển thị. Thì ở đây nó có cái kiểu là tên này. Rồi thì là các thứ. Thì nếu mà ta muốn hiển thị kiểu đồng bộ thì là đồng bộ ngãm và để tên. Đấy, thì là đây nó sẽ lên này, mọi người nhìn thấy này. Tên nó lên rồi đây này, đây là tên này này. Đó. À, sao chỗ này nó lại vẫn bị lỗi phông nhỉ? Hôm vừa rồi thì từ rồi cái lần test của tôi sẽ xem lại nhé, cái lần test này. Đây xóa lớp này, để nói luôn cái phần này, nếu các bạn thấy cái lớp này nó không đúng, ta sẽ xóa đi. Cái lần test tí ta sẽ xem lại. Đây, bây giờ ta sẽ chuyển, ta sẽ nhập cái lớp khác trước đi. Là nó text xem lại, thì bây giờ chuyển để text lên thì chắc có lẽ nãy ta đã sai ở chỗ nào đấy khi nhập, thì nếu mà đã nhập chuẩn thì lên trên này nó sẽ đúng, nó không thể sai được. Nhãn là tên đó, đây để lên rồi đấy, mọi người thấy cái từ chữ mưu sáng này này nó đã là tiếng Việt rồi đấy đúng không ạ? Đấy thì không có lý do gì để chúng ta nói cả. Tiếp tục này, có thêm một lớp nữa. Thế như vậy là cái lần nó tách bị lỗi. Tiếp tục. HC tách. Nó lên hết rồi đây đúng không ạ? Rồi ok. Thế bây giờ trong này nha, nếu mà mọi người thấy cái tỉnh Tuyên Quang này nó viết thường ấy, mọi người phải sửa nha. Đây ta sửa nha. Đây. Tỉnh Tuyên Quang à, ta muốn viết hoa. Đây, viết hoa đó, thành viết hoa luôn. Huyện Lập Thạch cũng thế. Đây, huyện Lập Thạch. Rồi.
đấy, thậm chí các bạn có thể cho thêm điểm và cho thêm ảnh vào đây nhé. Đấy, thì để nói cái phần lựa chọn dừng này này, lúc nãy cũng thế, ví dụ như có một cái điểm nào đây mà các bạn muốn cập nhật một cái ảnh vào đây để cho cái ảnh vào đây này, đó thì về sau khi mình kích vào cái này nó sẽ ra cái ảnh, đúng không ạ? Rồi, ở đây nói thêm một cái phần đây hiện trạng dừng này, về sau khi các bạn đi các bạn bấm vào các cái điểm này nó sẽ tra nó sẽ ra cái phần này. Đấy, nếu mà muốn hiển thị theo tên chủ rừng thì chỗ này ta sẽ đổi đi, đổi cái nhãn này thành tên chủ rừng này. Đây ta muốn để loại đất loại rừng thì cái loại đất loại rừng hay không? Rồi, ok, ẩn rồi đi tiếp tục. Bây giờ cái lần nào text đấy nó bị sai đúng không ạ? Thì ta sẽ xem lại cái lần nào text ở đây xem. Ừ đúng, chỗ này mình nãy mình chọn nhầm một cái lần nào text của custom đi. Lần text thì bây giờ ta chuyển lại nhé. Lần text tiêu chuẩn Việt Nam 3 Unicode. Chắc hôm nay bị sai cái chỗ đây thật. Save file lần text video luôn. Cho là nó tích chuyển sang ok rồi bây giờ ta sẽ làm lại cái lớp LaTeX này thêm. Trong trường hợp mà các cái lớp này của các bạn nhiều quá nhá thì mình nói rồi nhá, ở đây các bạn có thể là bè nhỏ cái này đây này, chuyển về cái kiểu cá nhân này cho nó thành từng cái điểm mình cầm mình kéo lên các cái lớp bên trên được nhá. Nếu mà trong trường hợp mà cái số lớp này lớn vượt quá con số 10 là các lớp nó sẽ không cho các bạn tạo thêm đâu. Ok. Đây, chỗ này ta cũng sẽ làm tương tự là làm kiểu đồng bộ thôi, là phần này cái tên. Đó, là nó sẽ lên rồi này các bạn. Cái này mình có thể đổi màu nhé, đổi màu cho các cái lớp dữ liệu, ví dụ như ở đây tôi không muốn để cái màu này nữa mà tôi muốn để cái màu vàng để cho về sau cái tên này nó sẽ rất là nổi. À đây, ý là cái chấm này thôi, chứ còn cái tên này thì cái text này thì nó chỉ có một kiểu text thôi, chứ nó không cho đổi cái text vào đây, nó chỉ cho đổi các cái kiểu chấm này. Ví dụ cái chấm này bây giờ bạn không muốn để cái tích này nữa mà muốn đổi thành cái ngôi sao này, ngôi nhà này. Đấy, thì nó có thể thay đổi. Chứ còn nó không cho mình đổi thì nó không cho mình đổi cái chữ này. Rồi. Đấy, bây giờ là các cái phần này. Cái phần này các bạn có thể đổi chỗ cho nhau nhé. Đây. Như mọi người thấy đây là mình có thể di chuyển cái bấm này, giữ này. Và cầm vào và di chuyển nó sẽ hơi khó thao tác cái phần này một chút. Rồi những cái lớp gì thứ tự thì là do mọi người sắp xếp nhé, đường bo này thì thường là mình sắp cuối cùng đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ mình đọc hết tất cả các lớp này. Đấy, như vậy là đã hoàn thành các cái lớp dữ liệu này. Đây cái phần mô tả này thì mình có thể cho có tên gì đấy nhá, ví dụ như là bản đồ hiện trạng rừng gì đấy, xã mô tả thì tùy đó mình muốn đây như nào thì là đây. Tiếp theo là cái phần chia sẻ, đây ta có thể chia sẻ cho mọi người nhé, bật tính năng chia sẻ này. Khi mà chúng ta bật chia sẻ này thì ai có cái đường link này thì mọi người đều có thể vào xem được hết, thì cái này có thể là xem ở trên điện thoại, trên giao diện web của điện thoại hoặc là tải ứng dụng. Đây xem trước mọi người có thể click vào đây. Đây là cái độ zoom mặc định nhá. Ví dụ như mình để zoom mặc định ở đây thì khi click sang phần xem trước này thì nó cũng sẽ về đúng cái độ zoom mặc định khi mà mình đang bảo. Đó, mọi thấy không? Thì đây là cái giao diện mà mọi người sẽ xem này. Đấy, thì mọi người xem thì nó sẽ như thế này. Ở đây bây giờ nói thêm mọi người một chút là cái phần đổi cái lớp nền mặc định. Thì cái lớp nền mặc định ở đây, mặc định của nó là bản đồ cơ sở, là cái phần nền giao thông này mình muốn đổi sang Google Earth thì mình tích vào đây. Đấy, thì tự động chỗ này nó sẽ đổi đến Google Earth. Đấy, thì sau khi nó lưu lại này là được. Còn bây giờ chuyển vào điện thoại thì như nào? Đây, chuyển vào điện thoại thì đây mọi người sẽ, chúng ta sẽ xuất sang KML ở đây này. Đấy, toàn bộ nhé. Rồi. Ở đây thì ta sẽ xuất hết. Đó, tải xuống này. Đấy. Bản đồ hiện trạng rừng xã nhé, ok này.
Đó, bây giờ thì tôi sẽ kết nối với điện thoại để các bạn xem nó trên điện thoại. Dùng keyword để làm cái nền trắng này. Đây, ở đây thì tôi đang dùng cái ứng dụng Telegram, thì tôi sẽ cho trực tiếp cái lớp Telegram. Tôi sẽ lưu cái file này vào, mục tiêu là để tôi copy cái dữ liệu này vào trong điện thoại thôi. Đây, khi mà nó đã vào được rồi, là tôi vào Telegram. Ở đây của tôi có rồi, các bạn có thể cho vào Zalo nhé. Thì đây, lưu lại này. Đấy, lưu vào thì nó sẽ vào download, đúng không? Thì đấy, hoặc là mình sẽ mở trực tiếp ở đây, mình gọi ứng dụng thì mình vào download thì tìm. Ở đây tôi kích thẳng vào luôn. Thì ở đây ấy, nó sẽ nhận diện các cái ứng dụng có thể đọc được cái đuôi này. Thì ở đây tôi đã cài cái phần mềm ướp. Đấy, đây là chính là Google Earth đấy, mọi người thấy không ạ? Dùng đây Google Earth, đây nó lên đây rồi, đúng không ạ? Đây, đây như mọi người thấy là giờ nó sẽ load cái bản đồ này vào trong này của chúng ta. Đây đây nha, đây mọi người tích lên này, đó nó sẽ nhảy về đúng cái vị trí hiện tại của cái bản đồ của chúng ta, mọi người thấy không ạ? Thì đây là cái phần dữ liệu mà đã đưa vào rồi. Đây mọi người có thể zoom to lên thì sẽ nhìn thấy các cái phần thông số của nó. Đây, ví dụ như lúc đây tôi đã nói đây là đây nha, mọi người có thể là tích vào một cái vùng đấy, để xem thông tin. Đấy, thì nó sẽ ra cái phần thông tin cho mọi người nhìn thấy đấy. Đấy mọi người thấy không ạ? Đấy, được chưa? Đấy, tích vào cái ô bên này thì nó sẽ ra cái thông tin như thế này. Đó, tích vào cả cái điểm này thì nó cũng ra thông tin này. Đấy, ví dụ như đây tôi tích vào cái điểm này là thông tin. Đấy, đấy mọi người thấy hay không ạ? Thì nhá, ta có thể tích quay lại này, tích quay lại để cho nó chuyển về. Thì đây đây khi ra được đây rồi thì đây nó là giao diện của ứng dụng Earth nhé, Google Earth nhé. Rồi đấy, mọi người thấy cái nút tích này không ạ? Thì đây chính là cái xác định vị trí này. Thì khi mình tích vào đây nó cho mình biết mình đang ngồi đâu. Thì tôi không đang ở khu vùng này nên là tích vào đây nó không thể vào đây được. Ví dụ như mọi người đi đâu mọi người sẽ biết là mình đang đứng ở chỗ nào đấy, đúng không ạ? Thì đây là toàn bộ cái phần chia sẻ một cái video clip chia sẻ về cách mà chuyển dữ liệu của các bạn vào trong này, thì bạn có thể là khám phá thêm được không ạ? Đây bên trong này đây, đây tích vào đây này. Thì nó sẽ ra cái phần đây, nó có cái phần dự án này, thì đấy mình muốn mở hoặc mình muốn ẩn đi hoặc mình muốn đấy thì là phải đi vào ớt chờ các thứ này đó, người đúng không? Rồi bạn sẽ ra cái thông tin đó. Thì đây là cái phần chia sẻ và mọi người có thể tham khảo bằng cách để chuyển cái bản đồ vào trong điều kiện là chúng ta không có tiền để mua những cái ứng dụng. Đấy, nếu mà có tiền để mua những cái ứng dụng trả phí như Vtool thì là rất là tốt, thì nó đọc trực tiếp dữ liệu. Còn nếu trong việc thì là không có tiền như các đơn vị các tổ đại dịch thì lương rất là thấp, thì bây giờ mà bỏ ra một lượng tiền mấy triệu hay mua một cái kỳ thì nó cũng rất khó khăn. Cái bài của mọi người cách như thế này. Đấy, hy vọng là có thể ứng dụng được vào trong công việc của mình. Đấy, thì mọi người cố gắng kiên trì là thì cuối cùng chúng ta sẽ có được một cái thành quả khá là hay. Thì khi mà đi thực địa thì chúng ta cũng có thể là sử dụng được, mà khi mà ngồi ở nhà chúng ta có thể rất là dễ dàng để tạo ra nó. À, chúc mọi người sử dụng cái ứng dụng này có hiệu quả. Chỗ này thì tôi xin nói thêm một chút về cái export dữ liệu này, về cái phần xuất bản đồ này. Thì nếu mà mọi người chỉ tích vào cái này thì ở đây mọi người thấy là cái dữ liệu này khi tải xuống ấy, thì là nó sẽ chuyển thành định dạng KMZ mà nó rất là nhẹ. Đấy, mọi người thấy không? Cái định dạng KMZ và nó rất là nhẹ. Thì như đã nói là ở đây ấy, thì nếu mà xuất ở cái dữ liệu này đây mọi người thấy không? Nó chỉ có 1K thì nó chỉ là cái đường dẫn đến đúng cái phần đây thôi. Thì như vậy khi mọi người họ chỉ thì mọi người phải online thì nó mới hiện lên trên này, còn khi mọi người offline thì nó không hiện. Thế nên khi sử dụng offline thì như thế nào? Ta sẽ xuất dữ liệu như thế này, ta sẽ xuất đây này. Thì đây thì cái này thì khi offline thì nó cũng đọc được. Xem mọi người có thể thêm chữ offline vào đây. Rồi
thì khi mà xuất định dạng offline thì đây mọi người sẽ thấy cái dữ liệu của nó rất là lớn, nó lên đến 4 mê ngay đúng không ạ? Thì mỗi một cái nó có một cái ưu điểm riêng, khi mà để cái định dạng online thì đến đâu nó lốp đấy thì nó rất là nhẹ, nhưng khi cái này thì nó lại rất là nặng, nhưng được cái là không có dữ liệu thì nó vẫn đọc cái này đó. Thì mỗi một cái nó có một cái ưu điểm riêng thì tùy trong trường hợp thì để mọi người dùng. Đây này, tôi sẽ cho vào trong này. Thì khi cho trong này rồi thì đây tôi mở lại cái ứng dụng này. Đây. Đây là tôi mở bằng Telegram, mọi người có thể mở Zalo hoặc là tải xuống mà thì cũng được. Cái ớt này thì mọi người vào trong Google Play nhé, thì tải nó về thôi. Đấy, đấy mọi người thấy chưa? Đây. Đây là một các cái thư mục đấy. Chúng ta có thể ẩn bớt những cái gì chúng ta không muốn để vào đây này. Ẩn nó đi. Đó. Nếu không muốn cho nó xuất hiện nữa thì ta kích vào để ẩn đi, thì cái dữ liệu này sẽ không nó sẽ không xuất hiện nữa. Đấy, mọi người thấy không? Nó có dấu gạch chéo ấy, thì ở đây nó sẽ không nhìn thấy nữa. Đấy, cái này tôi nhắc lại là đây, để quay lại đây thì sẽ có các giao diện là cái phần xem cái gì đây. Rồi, ok, bài này hơi dài một chút nhưng mà hy vọng mọi người có thể theo dõi và làm được theo. Ra làm nó dành hơn 1 tiếng trong một người có thể là ra được một cái sản phẩm, hy vọng là sản phẩm cho công việc của mình.